Shop app Free Fire Liên Quân, nick Liên Quân 247.com, cơ hội nhận ngay app VIP chỉ với 50k. Còn anh chơi thì anh phải đi săn người cơ, ngồi một chỗ anh buồn lắm, anh không chơi được cơ. Thật mà. Thì phải đi săn mạng chứ còn sao nữa. Ngồi một chỗ đâu chơi được đâu. Ok, hello, xin chào tất cả mọi người nha. Cảm ơn tất cả anh em đã follow ủng hộ cho kẹo nhá. Thank you anh em. Ui. Không thấy một ai cả anh em ạ. Wow. Thêm chút máu này. Tuyệt vời anh em ơi. Cứ nâng giáp đấy em ăn đi. Ngoài chỗ 120 của thính này, đi em đi em. Có xe lên này, mình lấy xe chạy qua 120 nhá. Ok. Đây em, anh ra lấy xe chở em. Phương Anh ơi. Lấy xe anh chở này. Em ơi. Ôi, trên này cũng có thính nữa này. Nhưng mà nó lại ngay vừa lên G nên là anh sẽ qua bên này trước. Qua thính bên này trước nhá, anh em ơi. Thính đây rồi, tự là xe cơ. 1249 em ạ. Có giảm thanh nhé, em có chơi giảm thanh không? Không. Đi em. Đây xe chở này, đây quay lại cái chỗ vùng NG ấy. Chắc là nó sắp xong cái vùng NG rồi em ạ. Ngay phía trên này, đấy hai thính luôn. Ồ, thính này ngay phía dưới ấy. Xe không phải thính. Xe thì kệ thôi nha em ạ, quan trọng là chúng ta muốn kiếm thính cơ, không kiếm xe. Bay anh em ngủ ngon. À, em ngủ anh đây. Anh có giáp mấy rồi? Anh ngủ ngon á. Ok ok. Anh có giáp 4 rồi em ơi. Nè. Hả? Xem. Giết nó mời, giết nó mời. Giết nó mời, ok. Đã xong. Các bạn nó ở ngay bên cạnh em ơi. Các bạn nó ngay bên cạnh này. Ngay bên cạnh này, ok đã xong. Một đứa đã mời, một đứa nữa. Ngay phía sau. Hai đứa mời. Hai đứa ngay phía sau nhá, ui. Gắt vậy anh em ơi, ui. Đang tính căn sọ nó nhưng mà nó bắn mình mất nhiều máu quá. Đang ngồi ở cửa hả em ơi? Nó. Đây, anh thấy rồi. Đây, dựng tường băng, qua luôn. Qua luôn này anh em này. Nào để coi. Ui. Vẫn đang đứng đây em ơi, ui. Vẫn đang đứng đây em ơi, ui đâu rồi? Đây rồi em ơi. Chỗ nào vậy em ơi? Chỗ nào vậy em ơi? Ngay bên này à? Ok đây. Anh thử rồi mà, ok đây. Anh cứu ngay. Nốc là mình không thấy được hướng đúng không? Ừ, đáng lẽ ra nốc phải thấy được hướng chứ nốc không thấy được hướng nên là em. Em bảo nó ở ngoài. Thì anh nghĩ là nó ở cạnh nhà, thế là xong. Toàn đồ ngon anh em ạ, à. Mình để cái nòng ba trong ba lô này. Tí nữa cần thì mình sẽ dùng nha. Ra ngoài làm sao nó nữa. Wow. Khá là nhiều bông keo. Ôi ạ, tiểu liên không? Mày cũng đưa đến lượm thính này, lượm thính này. Giữ nó mời. Đây, để qua. Ôi, đứng này. Mày hay lắm em ạ. Đứng lộ liễu lút đồ này được. Làm gì vậy? Ui. Làm gì vậy hả em? Ok, đã xong.
Ủa? Xác nó chắc bị dính vào thính em ạ. Có cả ổ da này. Em chơi không? Để anh chơi. Ừ. Ok ok. Cái xe của mình đây rồi em ơi. Xe vẫn chạy được này. Đây quang chở. Xe còn mới nguyên này. Lúc nãy bọn kia cho nó không bắn xe đấy. Đi phải anh ơi. Đây bây giờ anh với em lại tiếp tục đi và kiếm top 1 thôi. Còn lại tất cả là 7 người chết nữa. Ôi thì mới rơi kìa anh. Anh thấy rồi nhưng mà nó ngay trong vùng DNG đấy. Nên là anh sẽ chạy lánh. Chạy lách xong một tí em ạ. Đó, tí nữa quay lại sau. Thử chạy theo lần anh coi xem là có thấy ai không nhỉ anh em. Wow. Mình đang có là mấy mắt xem, em có mấy mắt xem rồi. Anh có giáp mấy rồi? Anh có giáp 4. Giáp kìa. Giáp 4. Ôi em ơi. Tiếng giảm thanh ở đâu đấy? Anh chạy chậm em nhìn nó coi. Không nghe thấy, em không nghe thấy gì cả. Thôi kệ nó đi. Đấy xem là cái thằng kia nó dùng giảm thanh ở đâu. Có tiếng giảm thanh em ạ, nó vừa bắn xem mình hay sao. Lên quanh đâu đó ở đấy thôi. Đây đấy. À ừ. Chắc là trên nhà, trên nhà, trên nhà em ạ, trên nhà em ạ. Hai đứa trên nóc nhà em ơi, hai đứa trên nóc nhà em ơi. Này sấp mặt với anh rồi nhá. Sấp mặt với anh rồi nhá, ui sấp mặt với anh rồi nhá. Nó một rồi em ơi. Nhà này hả? Nhà này em ơi, trên nóc nhà này em ơi. Ui, ok, xong cả hai đứa. Ờ, trên nóc nhà ấy, anh bảo là trên hẳn trên nóc nhà ấy, không phải là từng mấy đâu. Xong rồi, bây giờ còn lại 30 giây nữa. Chắc là mình cũng không cần lút đồ đâu em ơi, bởi vì là hết người rồi mà. Còn có 2 team thôi. Cũng ra ngoài nè. Ờ ok ok, đây, lên xe chạy nữa em ơi. Anh tưởng em lên trên tầng xe hơi nát à? Không nát lắm. Hay đi bộ đi em ơi, đi bộ đi, đi. Mình đi bộ vào bo đi. Đấy hai đứa đứng ở trên nóc nhà nó bắn mình này. Tưởng là đứng trên nóc nhà mà ngon này, anh kêu cả hai đứa luôn. Bây giờ là còn lại 4 đứa nữa, 2 team em ạ. Mình chưa cẩn thận là top 1 rồi. Mình đang có là 6 quả bom keo để dựng tường băng. Nè anh, ăn chưa? Sao xem. Ờ em có giáp mấy rồi? Giáp trắng rồi. Đây anh cũng chuẩn bị lên giáp trắng này. Ừ. Xong rồi mới đi. Giáp chống nổ này nó chống đại phóng lựu ấy, M79 ấy. Cũng hay. Cẩn thận. Ôi em ơi. Trên nhà hướng S có người. Nhà chỗ em ấy. Đây á. Đây rồi, đây rồi em ơi. Nhà này, nhà này em ơi. Bao thu em ơi. Cứ chạy đi, cứ chạy đi. Nhảy xuống giờ đấy. Ôi vừa một câu một quả lựu này. Nó mất 115 máu rồi. Không thấy đâu. Ơ vẫn đang ngồi trên nhà. Thế có một quả liệu nữa này. Nhảy ra ngoài đấy em ơi. Ok xong. Mày nhảy ra ngoài hả em ơi. Em ơi chạy đi em ơi. Bây giờ là không cần lút đồ gì nữa đâu. Anh trang bị đóng 3 luôn. Còn lại có 3 đứa thôi. Hai đứa chung một team với nhau và một đứa đi lẻ. Ok ok. Ồ, có xe ở đây này. Có xe này. Bây giờ bo thu nhỏ rồi mà không cần đi xe đâu. Bo thu nhỏ rồi mình đi xem gì nữa, em xem nó ở đâu. Có thể để chúng đang ở trên đồi đấy. Em nghĩ này là trong bo rồi. Thế là mình vào nhà thủ em. Có khi là chúng nó đang ở trên nhà thủ rồi đấy. Em ơi lên nhà thì con à. Không có ai, mình ngồi tạm trên này đi. Đây mình ngồi tạm nhà này thử em ơi. Ui. Bây giờ còn có hai đứa này em ơi. Sắp top 1 rồi. Ngồi thủ tạm nhà này luôn. Người đâu, người đâu. Anh chỉ nghĩ là nó ở trong hướng đồ cho nó chạy xuống thôi. À một đứa vừa lấy xe này. Lấy xe à? À lấy xe à? Lấy xe à? Ok nhân giống em ơi. Yes. Ăn mừng nào Phương Anh ơi, đây đứng đứng gần cho em chụp ảnh này. Phương Anh ơi. Yeah. Được chỗ nào được nào. Đây đây. Được chơi chơi em ơi. Đấy.
Lại tới một nữa rồi nha em ơi. Và đã lên được bạch kim. Đó, trang bị nhanh luôn. Bye bye, em ngủ nhá. Ok, em ngủ ngon. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu như các bạn thấy video của mình hay thì đừng quên để lại một like. Và hãy nhấn vào đăng ký kênh, bấm chuông để nhận được thông báo khi mình đăng video mới nhất nhé.